và bọn xin được gửi tới các bác một chiếc đồng hồ vai bò của người Đức, một thiết kế khá là nhỏ gọn để các bác trưng bày mọi nơi trong không gian nhà. Nó chắc chắn nó sẽ phù hợp với mọi vị trí mà các bác đang muốn để một chiếc đồng hồ để bàn, nhất là những chiếc đồng hồ vai bò chơi lên cái bản nhạc Westminster để các bác vừa xem giờ vừa thưởng thức âm thanh của bản nhạc quét truyền thống. Với cái kích thước em vừa đo được cái chiều dài của chiếc đồng hồ là 40,5 và chiều cao nó là 21 cm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần mặt số nổi vàng còn rất là rõ nét các bác nhá. Số vàng trên nền trắng, niềng vàng đây, niềng này cũng vàng. Và tất nhiên rồi, đây là một cái phần kính cong tạo độ sâu cho cái bộ mặt số các bác nhá. Bộ kim này các bác hay gọi là bộ kim thiên văn hoặc là mắt ngẫu cũng được. Và đây là tên của người chủ cũ. Ba cái lỗ vành khuyên cót cũng có khuyên các bác nhé, khuyên vàng tương đồng với cái phần mặt số, nên khi nhìn vào cái bộ mặt số nó cực kỳ là nổi bật, đúng không các bác? Một phần thùng gỗ nu, đây là thùng sồi các bác nhé, đường vân sồi, màu gỗ rất là tự nhiên và nó đem lại cho các bác cái vẻ đẹp của một chiếc đồng hồ cổ đúng nghĩa. Và đây là bên trong, cửa mở đằng sau đây các bác nhé. Và tất nhiên rồi, bên trong chúng ta sẽ có một cái bộ máy khá là to. Các bác nhìn xem, các cơ cấu chi tiết bánh răng được thiết kế ăn nhập với nhau. Đây là một chiếc chơi 4 gông, 4 búa và đây là một phần gông đồng các bác nhé. Cái phần bộ máy được thiết kế khá là tỉ mỉ đúng không ạ? Người ta để nộ để các bác có thể nhìn thấy các chi tiết chuyển động ở bên trong đây ạ. Và cái cần chỉnh nhanh chậm cũng rất là dễ dàng, chỉ bằng một cái thao tác cần gạt cộng để giúp đồng hồ chạy nhanh và trừ để giúp đồng hồ chạy chậm đi, để các bác điều chỉnh nhanh chậm tại nhà. Và đây là cái phần ổ cót các bác nha. Các bác có thể nhìn thấy cái phần na cót ở bên trong đúng không ạ? Em sẽ thử qua một chút về âm thanh của chiếc đồng hồ vai bò này. Khá là du dương đúng không các bác? Nhỏ nhưng mà có võ, rất là xinh xắn và rất là phù hợp để các bác trưng bày mọi nơi trong không gian nhà. Và chiếc đồng hồ vai bò này em xin được giao lưu với cái mức giá rất là dễ sưu tầm, đó là 7,5 triệu. Bác nào muốn sở hữu thì các bác có thể liên hệ. Xin cảm ơn các bác.